Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày thì bên cạnh cái việc sử dụng tỏi trong cái việc ăn uống ấy, thì tỏi còn có vô vàn cái tác dụng cực kỳ là bổ ích khác, như làm thuốc chữa bệnh trong đông y, hay là theo quan niệm của ông bà xưa thì tỏi có mùi rất đặc trưng, mang theo bên người sẽ tránh được âm khí không tốt. Và các chuyên gia phong thủy cũng tiết lộ rằng cái ngày rằm tháng 7 âm lịch sắp tới, nếu mà đặt tỏi ở những cái vị trí này trong khu vực nhà thì sẽ giúp thu hút tài lộc, tiền vàng đầy két chỉ sau một đêm. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là đó là những vị trí nào mà lại mang đến cái tính năng thần kỳ như vậy quý vị nhé. Thứ nhất là mang theo củ tỏi bên người để xua đuổi tà ma chướng khí. Quý vị thân mến, từ xa xưa ông bà ta đã truyền tay nhau về cái việc nên mang theo một cái nhánh tỏi hoặc một cái củ tỏi dập đến những nơi vắng vẻ, hoặc là khi đi đám tang, hoặc là đi cải táng, hay là như là khi mà đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện về, hay là đưa trẻ đi chơi ấy, thì người ta cũng quan niệm bỏ một củ tỏi vào túi của trẻ. Sau này thì đi đâu cũng nên mang theo một củ tỏi bên người, sẽ giúp cho trẻ tránh được những cái xui xẻo đeo bám, âm khí cũng sẽ e ngại mà không đến gần. Thứ hai là treo tỏi trước cửa nhà. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người xưa thì cái việc treo tỏi trước cửa nhà hoặc là gì trước cửa ấy cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Người xưa tin rằng khi mà treo tỏi trước cửa nhà thì cũng sẽ giúp mang lại cái may mắn. Tỏi tượng trưng cho những vị thần và đang chấn giữ cái ngôi nhà. Nhờ những vị thần này mà cái âm khí không thể vào được nhà bạn nữa. Tuy nhiên, vì tỏi rất nhanh khô nên là nếu áp dụng thì quý vị cũng nhớ là thay tỏi thường xuyên nhé. Thứ ba là dùng tỏi khi cảm thấy bất an hoặc là lạnh gáy. Thưa quý vị, bất cứ lúc nào mà các bạn cảm thấy bất an, lạnh gáy thì cũng nên thường xuyên lau mặt bằng khăn ướt. Bên cạnh đó, các bạn có thể giã tỏi và dầu hành rồi cho vào cái túi vải mỏng mang theo bên mình. Có nhiều người tin rằng cách làm này có thể là xua đuổi được tà ma chướng khí, giúp các bạn tránh được những cái điều không hay trong cuộc sống. Thứ tư là đặt tỏi ở một cái vị trí bất kỳ trong nhà. Quý vị thân mến, các bạn có thể đặt tỏi ở bất cứ đâu, ở vị trí nào trong nhà như là phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Và đây cũng là cái cách để bảo vệ căn nhà khỏi ma quỷ, hoặc là các bạn cũng có thể trồng một chậu tỏi nhỏ để trang trí trong nhà, nó mang đến cái công dụng tương tự thần kỳ như vậy. Thứ năm là đặt tỏi trên bàn thờ thần tài. Thưa quý vị, thực chất việc sử dụng tỏi để trừ tà nó xuất hiện từ tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên ấy, mọi người chỉ quen với cái việc là mang theo tỏi bên mình. Cái việc đặt tỏi trên bàn thờ thần tài vẫn còn là một cái điều là khá mới mẻ. Vậy thì bàn thờ thần tài có nên đặt tỏi hay không? Quý vị thân mến, nhiều cái chuyên gia cho rằng cái sức mạnh của hai vị thần tài thổ địa còn hạn chế, nên là sẽ rất khó có thể là ngăn cản cái sự phá phách của yêu ma. Chính bởi vì tỏi có tác dụng là xua đuổi cái tà khí và giảm cái tinh khí của linh hồn, nên là cái việc đặt tỏi trên bàn thờ thần tài cũng là để bảo vệ các vị thần linh. Từ đó mà công việc làm ăn của gia chủ cũng sẽ được thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Theo tín ngưỡng dân gian, tỏi có tác dụng là trừ tà ma cực kỳ hiệu quả. Người ta bỏ tỏi dưới gối, còn gì cho trẻ mới sơ sinh mang theo tỏi bên người với cái niềm tin rằng ma quỷ sẽ không dám lại gần. Vì cái lý do này mà vào các ngày cúng dỗ lễ Tết thì những món ăn được sắp xếp trên bàn thờ cũng kiêng, không cho tỏi vào. Nếu mà nấu tỏi thì các cụ tổ tiên cũng không về thụ hưởng được cái đồ cúng, vì tỏi có tính âm. Các cụ ngày xưa quan niệm thế giới âm dương là gì? Âm chống âm, dương đẩy dương. Do vậy tà ma, ma quỷ cũng sẽ kiêng kỵ với tỏi quý vị nhé. Theo phong thủy ấy, thì đặt tỏi ở bàn thờ thần tài cũng giúp cho các vị thần tỉnh táo sáng suốt hơn, dễ dàng phân biệt được người tốt kẻ xấu và hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Chính vì thế, trong bàn thờ thần tài thì không thể thiếu một thứ, đó chính là tỏi. Có cái sự cai quản của thần tài lại thêm cái sự hỗ trợ xua đuổi tà ma, thanh tịnh của tỏi nữa. Đâm ra là cái việc kinh doanh làm ăn của gia chủ sẽ ngày càng thuận lợi, tài vận thì cũng hanh thông, gia đạo thì an yên. Không phải lo lắng quá về cái chuyện tiền bạc quý vị nhé. Tùy từng cái địa phương mà cái việc cúng tỏi cho thần tài với số lượng cũng khác biệt khác nhau. Tuy nhiên ấy, thì
Theo ông bà sơ chuyển lại thì tốt nhất nên đặt một đĩa gồm 5 củ tỏi tươi, nguyên, đẹp mắt. Hoặc là có thể là gì đặt cả một bó tỏi tươi cũng được, nhưng mà quý vị nên làm một cái tháp tỏi đặt thì sẽ đẹp hơn. Như đã nói ở trên, bày tỏi là để thần tài thổ địa dễ dàng bài trừ tà ma, quấy phá, giúp tà khí nó khó tụ, đúng không? Đường tài lộc của gia chủ sẽ được gì? Thêm phần hanh thông thuận lợi và vượng pháp, gia đạo thì ngày càng bình an, phát tài phát lộc quý vị nhé. Thứ 6 là đặt tỏi ở đầu giường hoặc là dưới gối. Thưa quý vị, xét về cái mặt tâm linh thì đặt tỏi ở dưới gối có ý nghĩa như sau. Khi con người chúng ta chìm vào giấc ngủ, lúc đó dương khí sẽ rất là yếu và dễ bị âm khí xâm nhập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Để tỏi dưới gối trong phòng ngủ sẽ xua đi cái ma quỷ, cái khí âm, tránh các vận khí xấu. Theo quan niệm của ông bà ta thì ma quỷ, vong hồn rất sợ mùi của tỏi. Mùi hương đặc trưng của tỏi cũng sẽ khiến cho ma quỷ sợ hãi mà không dám đến gần. Tỏi càng đậm thì chúng lại càng không dám tiếp cận con người. Xét về phương diện khoa học thì cái mùi tỏi nó khá là đặc trưng, nên là chỉ cần để vài nhánh tỏi trong phòng ngủ sẽ cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được này. Cái mùi này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, tỏi còn có tác dụng thanh lọc không khí, tránh được cái ô nhiễm không khí ở nơi xung quanh bạn ngủ, đảm bảo hít thở được cái không khí trong lành khi ngủ. Khi cơ thể được thoải mái, không khí được thanh lọc thì cái mùi vị dễ chịu sẽ khiến cho các bạn có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, đẩy lùi những cái phiền muộn, những cái tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn nhất cái giấc ngủ của mình. Và chắc chắn khi mà có một cái giấc ngủ chất lượng thì ngày hôm sau các bạn làm việc cũng sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và hứng khởi hơn, đúng không quý vị? Quý vị thân mến, cái mẹo dùng tỏi rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Điều mà các bạn cần làm chỉ cần chuẩn bị một vài cái nhánh tỏi rửa sạch, đặt chúng vào dưới gối ngủ của các bạn đang nằm. Để được hiệu quả rõ rệt thì các bạn cần đảm bảo khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể với tỏi, không nên là chuẩn bị một chiếc gối quá dày. Như thế sẽ làm cho cái khoảng cách giữa tỏi và cơ thể nó xa ra, cái hiệu quả nó không được như ý muốn. Và đặc biệt là cái gì nhiều quá cũng không tốt, các bạn cũng nên đặt một cái lượng tỏi vừa đủ thôi nhé. Nếu mà đặt quá nhiều tỏi cho phòng ngủ, không những là không có tác dụng mà cái hậu quả ngược lại, đấy, nó cũng gây ra phản tác dụng. Cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể là gây ra mất khí, tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi tỏi quá nồng đậm. Điều này có thể làm cho các bạn sáng dậy sẽ bị ám mùi lên quần áo và cơ thể, gây khó chịu cho những người tiếp xúc. Quý vị thân mến, củ tỏi tưởng chừng như chỉ là một cái vật, là một cái gia vị thông thường, nhưng nó lại có tác dụng cực kỳ lớn trong phong thủy. Bên cạnh tỏi thì cũng có một loại gia vị khác cũng được sử dụng rất nhiều trong phong thủy để thay đổi cái tài vận, xua đuổi cái vận đen và mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho gia chủ khi sử dụng. Đó chính là muối. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi để biết được những cái tác dụng kỳ diệu của muối đem lại đến với con người quý vị nhé. Thứ nhất, rắc muối để xua đuổi tà khí. Quý vị thân mến, thì những người mà khi di chuyển đến những cái nơi mới ấy, thì cũng được khuyên rằng hãy rải muối vào mỗi cái phòng, đặc biệt là những cái góc nhà. Sau đó chờ khoảng 24 giờ, đợi cho muối hấp thụ hết những cái năng lượng xấu của gia chủ cũ, thì quét chúng đi để xua đuổi cái vận xui. Đó. Thứ hai là đặt muối trong các góc nhà. Sau khi mang muối về nhà, người ta có thể chia ra thành từng cái nhóm nhỏ và cho vào trong túi ni lông hay là trong túi vải hoặc là phong bao lì xì. Nó vừa đẹp mắt vừa tiện để cất giữ. Sau đó các bạn đem đặt muối ở góc nhà với cái mong muốn là tiền bạc tiến vào dồi dào. Cái việc đặt muối ở góc nhà cũng có ý nghĩa hết sức là quan trọng trong đời sống. Bởi lẽ theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì cái việc này có tác dụng là cải thiện cái số mệnh, xua đuổi cái vận xui và đem lại cái may mắn cho gia đình, giúp các thành viên trong nhà có thể tránh được các vận xui, tiểu nhân quấy phá hay là đeo bám. Những người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì có thể đặt túi muối ở cái góc quầy để cầu may mắn và tài lộc. Những người đi du lịch xa thì hãy đặt một túi muối trong vali hoặc là trong cái ví để cầu cái sự bình an may mắn cho mình quý vị nhé. Thứ ba là đặt muối trong ví tiền. Thưa quý vị, theo quan niệm vào cái ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng hoặc là ngày mùng 1 của đầu năm mới thì người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào cái ví tiền để cả tháng được mặn mà may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh thì cái chuyện này lại càng quan trọng. Không ai chắc chắn được cái yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Xong về cái mặt tâm lý thì ai cũng muốn có một tháng may mắn bình an, đúng không quý vị? Và các bạn có thể lấy một tờ giấy bạc gói một ít muối cho vào trong ví và để bất kỳ cái ngăn nào trong ví cũng được.
Như vậy các bạn sẽ mang trong mình một cái lá bùa may mắn cầu tài cực kỳ linh nghiệm. Khi ấy thì tiền tài may mắn cũng sẽ tự chui vào ví các bạn nhé. Với muối thì các bạn nên dùng một tờ giấy bạc hoặc một cái bì nhỏ bỏ vào cái ngăn của ví thì sẽ là tốt nhất. Thứ tư là đặt bát nước muối phong thủy. Thưa quý vị, đầu tiên thì quý vị cũng hãy chuẩn bị một cái bát nước muối phong thủy. Sau đó cho muối vào đầy 3/4 của bát, rồi đặt 6 đồng xu xếp lên theo cái hình vòng tròn. Đấy, ngửa mặt chữ lên trên nhé. Và các bạn nhớ rằng để mặt dương nó tiếp xúc với đồng xu nó ngửa lên trên. Tiếp đó các bạn hãy để cho từ từ nước vào trong cái bát. Đấy, và đặt bát lên một cái miếng vải lót, để trong đó 1 năm không che miệng bát lại, cứ để yên tại một vị trí. Và hãy âm thầm làm, không khoe khoang cho người khác được biết, và cũng không động chạm hay là di chuyển, bởi cái năng lượng tiêu cực tích tụ sẽ dễ bị tan vỡ. Ngày cuối cùng của năm, của tháng, quý vị nên là lấy bát nước muối ấy và không dùng lại với bất kỳ lý do gì nhé. Chú ý là quý vị cần phải tuân thủ đúng những cái hướng dẫn làm bát nước muối phong thủy để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đồng thời đặt nó ở cái cung bát quái thích hợp và không sử dụng quá 1 năm quý vị nhé. Thứ năm là dùng đĩa chanh muối để thay đổi cái tài vận. Thưa quý vị, nếu như mà trong gia đình có người thường xuyên bị đau ốm thì chúng ta biết rằng cái ngôi nhà nó thường tồn tại một cái nguồn năng lượng xấu, khiến cho mọi người trong gia đình gặp khó khăn trong cái việc làm ăn, sức khỏe thì cũng kém. Thì các bạn cần phải thay đổi cái vận mệnh của mình cũng như là của gia đình nếu các bạn muốn đuổi cái nguồn năng lượng xấu ra khỏi nhà và thu hút cái năng lượng tốt đẹp, cả gia đình luôn được bình an may mắn, thì các bạn hãy sử dụng một cái đĩa chanh muối để làm việc này. Cách làm cũng khá là đơn giản. Các bạn hãy chuẩn bị 1 hoặc là 3 quả chanh, hoặc là cắt quả chanh đó làm 3 rồi bỏ những hạt muối vào bên trong quả chanh đó. Các bạn hãy đặt cái quả chanh muối, đặt đĩa chanh muối ở dưới gầm giường để mà xua đuổi những cái nguồn năng lượng xấu và hút những cái nguồn năng lượng tích cực, khiến cho công việc, cuộc sống của những thành viên trong gia đình luôn được bình an, thoải mái và đạt được mọi ý nguyện quý vị nhé. Quý vị thân mến, thì từ xa xưa người Việt vẫn truyền tay nhau về cái tác dụng phong thủy của tỏi. Và trên thực tế ngày nay thì cách làm này vẫn được rất nhiều người ứng dụng để tăng thêm cái tài lộc và may mắn cho gia đình. Hy vọng sau khi theo dõi video ngày hôm nay thì quý vị có thể áp dụng cái việc sử dụng tỏi hoặc là muối để đem lại cái tài lộc cho mình quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Mọi đóng góp hay là thắc mắc của quý vị có thể comment ở cái ô bình luận bên dưới. Hoặc là quý vị cũng có thể điện trực tiếp đến số hotline 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.